Em xin chào các bác ạ. Bên em tiếp tục về kho số lượng như tấm pin mặt trời công suất 50W và 100W các bạn. Những cái tấm pin này thì có ưu điểm là giá thành rẻ, kích thước nhỏ nên là rất dễ mang đi lại. Và ghép với các thiết bị điện 12V cũng rất là dễ các bạn. Đây là tấm pin 100W. Tất cả tấm pin này thì đều được sản xuất theo công nghệ 9/3 các bác nhé. Và đều là pin mono các bạn. Cái tấm pin mono này thì nó hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt hơn những tấm pin poly. Đây là thông dụng hơn các bạn. Pin mới 100%, hàng rất đẹp các bạn nhé. Còn đây là tấm pin 50W. Những tấm pin 50W bên em nhập về thì cũng được mới được sản xuất thôi, nên là cũng đều được trang bị công nghệ 9/3. Đây là mặt sau của tấm pin các bạn. Em sẽ quay chi tiết về ngoại quan, thông số và báo giá luôn sản phẩm các bạn. Mà sau tấm pin nào thì cũng sẽ có hai cặp dây jack kết nối này. Pin chính hãng Blue Sun các bạn, được sản xuất năm 2023. Điện áp hoạt động là 20,25V, dòng là 2,7A. Kích thước của tấm pin là chiều dài là 82,5 và chiều rộng là 36,5cm các bạn. Tiếp theo là tấm pin công suất là 100W các bạn, giá là 900.000 trên một tấm các bạn nhé. Cái tấm pin này nó rất là thịnh hành và rất là thông dụng. Đấy, nên anh em mua rồi sau này nâng cấp mình tìm nó cũng rất là dễ. Pin hàng chính hãng Blue Sun, công suất là 100W các bạn, pin mono, được sản xuất năm 2023. Điện áp hoạt động là 22,4V, dòng là 4,46A. Kích thước là 67 x 76, trọng lượng 5,35kg. Đây đều là hàng chính hãng và là hàng xuất khẩu nên các bác yên tâm về chất lượng và độ bền. Những cái tấm pin hàng chính hãng thì cái độ hoàn thiện của nó khá là tốt các bạn, ngoại quan rất là đẹp. Và hầu hết những tấm pin 50W trên thị trường ấy thì đều sử dụng công nghệ 5/3 các bạn. Đấy, nhưng mà những cái tấm pin mới bên em nhập về đây thì đã được trang bị công nghệ 9/3 rồi, nó sẽ tối ưu được cái hiệu suất và độ bền. Vì cái tấm pin 50W này cũng khá là thông dụng, chính vì vậy là bên em sẽ quay kỹ một lần nữa các bạn. Pin này được sản xuất năm 2023 các bác nhé. Điện áp hoạt động của nó là 20,25V, dòng là 2,7A. Đấy, kích thước là 82,5 x 36,5, trọng lượng là 3kg. Hàng chính hãng Blue Sun các bác nhé. Và giá là 580.000 trên một tấm. Trong cái lô pin này về thì nhà máy lại đang hết tấm pin 150W các bạn. Thay vào đó thì bên em nhập về tấm pin công suất 160W này. Giá thì nó cũng tương đương với tấm pin 150W mà lại trang bị công nghệ tốt hơn. Nó công nghệ 12/3 và công nghệ full black các bạn. Ngoài ra thì tấm pin này cũng được sản xuất theo công nghệ giảm điện áp và tăng dòng các bạn, nên nó sẽ rất tối ưu cho cái hệ 12V và các bác chạy với các cái đồ điện 12V nó sẽ thích hợp hơn. Tấm pin thì được sản xuất theo công nghệ full black các bạn, có nghĩa là công nghệ đen toàn bộ. Từ các cell pin, khung nhôm, mặt trước, mặt sau của tấm pin thì đều màu đen, nên độ thẩm mỹ nó sẽ cao hơn tấm pin màu trắng các bạn. Và cái thứ hai nữa là tấm pin màu đen thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời tốt, nên cho cái hiệu suất tốt. Pin được sản xuất theo công nghệ 12/3 các bạn, 12 đường hàn, sẽ tối ưu được cái hiệu suất và độ bền. Càng nhiều đường hàn thì nó sẽ giúp cho kết cấu của cell pin bền hơn. Tấm pin 160W này thì giá là 1.250.000 các bác nhé. Khung nhôm màu đen các bác nhé, rất là cứng cáp. Đấy, khi các bác lắp lên thì độ thẩm mỹ rất là cao. Đấy, mặt trước, mặt sau đều màu đen hết các bạn. Ngoài những tấm pin 50W, 100W thì bên em vẫn về những tấm pin công suất 200W các bạn. Đây đều là những tấm pin rất phù hợp cho hệ 12V và cũng đều rất là thông dụng các bạn. Đấy, giá là 1.600.000 trên một tấm pin 200W các bạn nhé. Pin chính hãng Blue Sun, công suất là 200W các bạn. Năm sản xuất là năm 2023. Điện áp hoạt động là 20,12V, dòng là 9,94A. Kích thước của tấm pin là chiều dài là 1m56, chiều rộng là 70, trọng lượng là 10,84kg. Tất cả tấm pin bên em nhập về thì đều là hàng chính hãng và đều là hàng xuất khẩu hết, nên là nó đầy đủ hộp giấy các bác nhé. Nên là gửi đi xa thì các bác yên tâm. Pin hàng hãng thì các bác yên tâm về cái chất lượng và độ bền các bạn.